Mùa đông đến rồi, các anh em cô đơn một mình trong căn phòng vắng cảm thấy rất là lạnh lẽo, còn một ai đó để ôm đúng không? Thì trong video lần này, một chiếc màn để từ nhà Gigabyte G34WC AEK sẽ hỗ trợ anh em ôm hết tầm mắt. Còn bây giờ cùng tìm hiểu về chiếc màn này nhé. Về phần thông số của chiếc màn này là một chiếc màn với kích cỡ lên tới là 34 inch, là một chiếc màn hình cong và độ cong lên tới 1500R, tấm nền VA hỗ trợ chống chói lóa và góc nhìn lên tới 178 độ, cùng với đó là độ phân giải lên tới 2K. Về tốc độ phản hồi của chiếc màn này cực kỳ nhanh, lên tới 1ms, còn tần số quét lên tới 144Hz và độ sáng là lên tới 350 nits, độ tương phản là 4000:1. Và với cái độ sáng này cũng như độ tương phản cao như thế này thì biến những trận game của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn, cũng như là những khu rừng tối tăm hoặc là những khu sa mạc mà nhiều ánh sáng sẽ không thoát khỏi tầm mắt của anh em chúng ta đâu. Và một điều đáng phải nói ở chiếc màn này đó là vừa ôm được anh em của chúng ta còn có thêm hỗ trợ một bộ loa cực kỳ to và cực kỳ sống động, giúp cho những trận game của chúng ta trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Và về mặt sau của chiếc màn hình đến từ nhà Gigabyte G34WC AEK này còn hỗ trợ thêm đó là gắn VESA. Còn về phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ được trang bị hai cổng HDMI 2.0, hai cổng DisplayPort 1.4 và một jack cắm out audio. Và để cho anh em có nhìn chân thật hơn về chiếc màn đến từ nhà Gigabyte này thì bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu đo thông số cho anh em xem luôn. Và sau khi đo thông số thì chúng ta nhận được ở độ chuẩn màu đó là 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 94% DCI-B3 và 84% NTSC. Còn về độ lệch màu thì chúng ta sẽ thấy là cao nhất đó là 3.95 và thấp nhất là 1.13, còn trung bình đó là 2.3. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin đến từ chiếc màn của nhà Gigabyte. Và nếu anh em nào cần một cái ôm này, cần một dàn âm thanh to, sống động thì hãy nhanh tay đến ngay hai com để sở hữu ngay nó nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ hai com.